Sáng nay ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Đại diện Viện Kiểm soát tiến hành luận tội trước khi phiên tòa bước sang phần tranh luận. Viện Kiểm sát đề nghị giảm một phần hình phạt với Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ở tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên bị cáo với mức án 30-36 tháng tù giam, án sơ thẩm là 10 năm, mức án ở tội nhận hối lộ, viện đề nghị giữ nguyên 9 năm. Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó Chủ tịch AIC, Viện Kiểm sát thấy án sơ thẩm tuyên có căn cứ và bị cáo không có tình tiết mới, do đó viện đề nghị bác kháng cáo của Nga, giữ nguyên mức án 12 năm tù. Các bị cáo còn lại được Viện Kiểm sát nhận định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện tác động tới gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, cung cấp thông tin có giá trị trong quá trình giải quyết vụ án. Đối với bị cáo Huỳnh Tuấn Anh và Lê Thị Hương, Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án cũ nhưng cho hưởng án treo. Đối với hai bị cáo còn lại có đơn kháng cáo là Lê Chí Tuân, Vũ Quang Ngọc, Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho họ. Sáng ngày 23 tháng 5 tại Bộ Tư pháp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn và tin tưởng tân Thứ trưởng Trần Tiến Dũng với kinh nghiệm và thực tiễn công tác phong phú của mình sẽ sớm tiếp cận lại công việc một cách nhanh chóng, tiếp tục phát huy năng lực thành tích của mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cam kết không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học hỏi, áp dụng hiệu quả thực tiễn vào việc hoạch định chính sách pháp luật và quản lý tốt các lĩnh vực được phân công, luôn đoàn kết cùng với tập thể ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.